Vâng, Lệnh Auto xin kính chào toàn thể các bác, các anh chị bạn. Chào mừng toàn thể mọi người đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với Lệnh Auto trong video clip ngày hôm nay. Vâng, trong mấy ngày hôm nay thì cửa hàng em về khá là nhiều những cái mẫu xe cho quý vị anh chị bạn có thể tham khảo lựa chọn. Những dòng xe tập lái có này. Đấy, đây. Mới về con Spark 2010 này. I10 Moling này. Có về Moling 2015, cửa tiền tầm khoảng 106 thôi. Đấy, Gate này, Hyundai Gate mới về mấy con nhá quý vị nhá. Xe sedan hai đầu thì có về những cái dòng xe như Vios này. Đấy, Lacetti này. Rồi là có cả những cái dòng xe như Mazda này. Đấy, Kia này. Đó. Đây, đây là tổng quan khu vực để những cái dòng xe sedan hai đầu. Vâng ạ. Lệnh Auto Tô thì chuyên mua và bán những cái dòng xe từ 2 chỗ đến 8 chỗ, những cái dòng xe giá rẻ. Đây, anh em đang vệ sinh xe. Thì nói chung là bên em chuyên kinh doanh những cái dòng xe cỏ cỏ thôi. Đấy, các bác nào mà yêu thích những cái mẫu xe mà giá rẻ, đời cao mà giá rẻ thì có thể tham khảo ở những cái mẫu video mà Lệnh Auto Tô sẽ đăng lên YouTube hàng ngày. Và cũng giờ 11 rưỡi trưa và tầm khoảng 6 rưỡi buổi tối nhé. Đấy. Thì hôm nay em gửi đến cho quý vị và các bạn một cái video báo giá tổng hợp dàn xe 5 chỗ. Vâng ạ. Báo giá tổng hợp dàn xe 5 chỗ hiện đang có tại cửa hàng. Với cái giá cũng rất là rẻ quý vị và các bạn nhé. Thời điểm hiện tại bây giờ thì giá xe rất là hợp lý cho các bác và các bạn có thể là tham khảo chúng ta mua về chạy dịch vụ hay đi gia đình. Đấy. Giá xe vừa rồi đã khủng hoảng thì cũng đã qua rồi. Đợt khủng hoảng thì đã qua rồi. Giá thì đã quay trở lại ổn định rồi, đúng không ạ? Với cái dòng xe giá rẻ thì bên em cũng đang cắt lỗ rất là sâu. Đấy, những cái mẫu xe tồn đọng tại cửa hàng thì em cắt lỗ, có xe thì cắt tầm khoảng 7-8 chục mà vẫn chưa trôi. Đấy, có những mẫu xe thì cắt lỗ tiền trăm đấy. Đấy. Và có những cái mẫu xe thì cắt lỗ 2-3 chục. Nói chung là cũng tùy vào đầu xe quý vị nhé. Đấy, thì không để mất thời gian của các bác các bạn nữa nhé. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết lần lượt báo giá cho các bác các bạn cùng xem và tham khảo nhé. Đây em sẽ báo giá cho mọi người xem cái lô xe sedan hai đầu trước nhé. Đây ạ, giới thiệu cho các bác các bạn một chiếc xe nhập khẩu của Đài. Với dòng xe nhập khẩu của Đài thì con này là một chiếc xe Buick Exceller, sản xuất 2009 phiên bản tự động. Với động cơ của nó là 1.8 này. Đấy, giá thì cũng tầm khoảng 100 thôi. Đấy, chỉ có 100 triệu đồng các bác thì mình đã có thể sở hữu ngay một chiếc xe số tự động. Cực kỳ là chất, máy gầm chất nhé. Máy móc thì đã được làm lại ngon lành hết rồi. Bảo dưỡng bảo trì ngon lành rồi. Đấy, các bác về hoàn toàn là sẵn đi. Đấy, động cơ 1.8 nhé. Tiêu thụ nhiên liệu con này nó rơi tầm khoảng 8-9 lít trên 100 cây. Tiếp tục đây xin giới thiệu cho bà con các bác, cho bạn một chiếc xe Vios bản E đời 2018 này. Đấy, tư nhân một chủ từ đầu, xe gia đình sử dụng nhé các bác nhé. Cho đây động cơ máy 1.5 số sàn. Và mức giá con này đang chào bán tầm khoảng 335 triệu đồng thôi. Đời 2018 quý vị nhé. Một chiếc xe một chủ từ mới rất là đẹp luôn. Cam kết bảo hành cho các bác, cho bạn là không có đâm xô tai nạn ngập nước gì cả nhé. Máy zin, máy trắng, đấy, màu vàng cát xịn. Và bên cạnh là một chiếc xe Lacetti đời 2010, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn, với động cơ máy của nó là 1.6 này. Con này thì giá đang chào bán tầm khoảng 170 triệu thôi ạ. Bên cạnh cũng là một chiếc xe Lacetti, con này đời 2008 phiên bản tự động nha các bác nhanh chuẩn nhé. Con này thì mức giá đang chào bán tầm khoảng 180 triệu đồng. Một chiếc xe phiên bản tự động, máy của nó 1.6 này. Đấy, cũng là một chiếc xe nhập khẩu Lacetti CDX. Tiếp theo đây là một chiếc xe, cũng là một chiếc xe Lacetti CDX, con này đời 2010 số sàn. Và giá loanh quanh cũng tầm khoảng 170 triệu đồng thôi. Đấy, bác nào đang quan tâm thì có thể tham khảo nhé. Tiến đây xin giới thiệu cho quý vị cho bạn một chiếc xe Toyota Vios bản E đời 2014 nhé. Một chiếc xe tư nhân, tên tư nhân. Con này thì nó là một chiếc xe chạy dịch vụ taxi hoàn lương ra rồi. Đấy, nó là một chiếc xe đã hoàn lương. Con này thì giờ đã được đặt tên tư nhân. Đấy, biển Hải Phòng. Và mức giá đang chào bán con này tầm khoảng 270 triệu đồng thôi. Đấy, xe thì bao đẹp cho quý vị cho bạn. Hoàn toàn không có lỗi gì nhé. Vâng, tiếp tục đây em giới thiệu cho quý vị cho bạn. Con này là con xe Kia Forte. Một chiếc xe nhập khẩu. Xin lỗi mọi người, con này không phải nhập khẩu nhé. Con này thì đời 2013. Con này thì mức giá đang chào bán tầm loanh quanh tầm khoảng 230 thôi. Đấy. Kia Forte đời 2013 số sàn, máy 1.6 các bác nhé. Xe gia đình đi không có khoan, không có dịch vụ gì cả.
Một chiếc xe phiên bản tự động giá rẻ. Con này là con xe Chevrolet Avell đời 2014 quý vị nhé. Với giá tiền tầm khoảng nhiêu 200 một tí thôi. Đấy, một chiếc xe phiên bản tự động, máy của nó 1.5. Đấy, Chevrolet Avell thương hiệu của Mỹ đời 2014 nhé quý vị nhé. Đấy, tư nhân gia đình đi biển Hải Phòng. Con nào gia đình thì em sẽ báo luôn gia đình và dịch vụ taxi, em báo luôn dịch vụ taxi. Tiếp tục đây xin giới thiệu cho quý vị cho bạn một chiếc xe giá rẻ này. Con này thì là một chiếc xe Hyundai Venue. Con này thì nó là một chiếc xe của hãng dịch vụ taxi Hoàn Lương rồi. Đấy, taxi ra rồi quý vị cho bạn nhé. Màu bạc xịn nguyên bản và biển Hải Phòng và tên tư nhân. Đời 2008 này. Giá loanh quanh tầm khoảng 130 thôi ạ. Đấy, 130 triệu đồng thôi. Tiến lên giới thiệu cho quý vị cho bạn một chiếc xe Hyundai Sonata. Con này thì tầm khoảng trên 100 triệu. Đấy. Trên 100 triệu đồng, phiên bản tự động đời 2004. Đấy, động cơ của nó là 2.0. Giá trên 100 một tí thôi. Đấy. Vâng, tiếp theo đây giới thiệu cho quý vị cho bạn, con này là con xe Vios bản limo nhé. Với dòng xe Vios limo thì 100 con thì 101 con dịch vụ taxi hoàn lương nhé. Đấy, con này thì cũng là một chiếc xe đổi màu luôn. Nó là trước là màu xanh Mai Linh. Trước là con này là hãng Mai Linh màu xanh da. Và bây giờ đã đổi màu sang màu vàng cát quý vị nhé. Vâng ạ, đổi sang màu vàng cát rồi. Đấy, taxi Mai Linh đổi sang màu vàng cát. Con này đời 2010, giá tầm khoảng 160 thôi. Vâng, bên cạnh đây giới thiệu cho anh chị bạn, con này là con xe Kia K3. Vâng ạ, Kia K3 đời 2014 này. Số sàn quý vị nhé. Với giá tầm khoảng 320 thôi. Một chiếc xe số sàn, xe tư nhân gia đình sử dụng, phân khúc hạng C. Đấy, Kia K3 đời 2014, động cơ 1.6 quý vị nhé. Tiếp theo đây xin giới thiệu cho quý vị và các bạn, con này là con xe Hyundai i10. Hyundai i10 con này được sản xuất 2014 này, 2015 này. Con này đời 2015 quý vị nhé, giá tầm khoảng 200 lẻ thôi. Con này thì nó là tên công ty, xuất hóa đơn đầy đủ, màu trắng xịn không có đổi màu. Đấy, con này thì nó là tên công ty vận tải nhé quý vị nhé. Công ty vận tải và giá thì tầm khoảng 200 lẻ thôi ạ. Tiếp tục đây xin giới thiệu cho quý vị và các bạn cũng là một chiếc xe Vios bản limo. Con này thì cũng là một chiếc xe taxi hoàn lương. Con này thì nó là đời 2010. Với cái mẫu xe này thì nó là một chiếc xe không có đổi màu. Vâng ạ, con này là không đổi màu quý vị nhé. Hoàn toàn không có đổi màu gì cả. Đấy, biển của Bắc Giang. Giá con này tầm khoảng 155 triệu đồng. Đấy, Vios bản limo nâng đời 2010, màu trắng xịn. Đấy, không đổi màu. Đấy, đương nhiên là nó dịch vụ taxi hoàn lương rồi, nhưng mà nó không có đổi màu. Tầm khoảng 155 triệu thôi ạ. Tiếp tục đây xin giới thiệu cho quý vị và các bạn, con này là con xe Chevrolet Cruze. Chevrolet Cruze đời 2013 quý vị nhé. Vâng ạ, sản xuất 2013 với động cơ máy 1.6 số sàn biển của Vĩnh Phúc này. Và giá con này thì em đang chào bán loanh quanh tầm khoảng 202 đồng 201 thôi. Đấy. 201 thôi quý vị nhé. Một chiếc xe tư nhân gia đình sử dụng này. Hoàn toàn không có dịch vụ không taxi gì cả nhé. Tiếp theo đây xin giới thiệu cho quý vị và các bạn, con này là con xe Lacetti. Daewoo Lacetti đời 2009 này. Đấy, trang bị hộp số tự động máy 1.6 này. Tư nhân biển của Thái Bình. Con này là một chiếc xe bản đặc biệt, bản xuất Trung Đông. Vâng ạ. Bản đặc biệt, bản xuất Trung Đông quý vị nhé. Và mức giá con này em đang chào bán tầm khoảng 200 lẻ thôi. Đấy, bao đẹp cho mọi người luôn, không lỗi gì hết nhé. Màu đỏ xịn luôn nhé. Đấy, xe hoàn toàn không có dịch vụ taxi và không lỗi nhỏ luôn. Con này bản 8 thư ký nhé, chị bạn nhé. Bên cạnh đây xin giới thiệu cho bà con, các bác, chị bạn một chiếc xe Toyota Vios bản G đời 2009 này. Một chiếc xe mang phiên bản tự động này với động cơ máy của nó là 1.5. Và giá con này em đang chào bán tầm khoảng 250 triệu đồng. Đấy, một chiếc xe Vios bản G phiên bản tự động. Tư nhân gia đình đi, không khoan, không dịch vụ, không đổi màu. Xuống bên dưới đây xin giới thiệu cho quý vị anh chị bạn, con này là một con xe tư nhân gia đình sử dụng nhé. Con này là con Vios bản Toyota Vios bản E đời 2017, tư nhân một chủ từ đầu. Con này được lên máy trắng, máy mới rồi. Đấy, với giá tiền tầm khoảng 335 triệu đồng thôi. Xe bao đẹp cho mọi người luôn, không lỗi. Đấy, không dịch vụ, không taxi gì cả. Tầm khoảng 335 triệu. Bên cạnh cũng là một chiếc xe Vios, con này thì nó là một chiếc xe bản limo quý vị nhé. Đấy, con này thì cũng là một chiếc xe dịch vụ taxi hoàn lương đời 2010. Và giá cũng tầm khoảng 160 triệu thôi. Đấy, limo nâng. Và cũng được đổi màu sang màu vàng cát rồi, trước nó là màu xanh Mai Linh.
bây giờ chuyển sang màu vàng cát. Tiến đến bên cạnh đây xin giới thiệu cho quý vị và các bạn, con này là một con xe Forerunner. Với cái dòng xe này thì thương hiệu Mỹ rồi, đi rất là lành và bền. Con này thì cực chất luôn. Đấy, máy 1.8 số sàn nhé các bác nhé, đời 2002. Và mức giá con này đang chào bán tầm khoảng 100 triệu đồng trên một tí thôi. Đấy, xe bao đẹp cho các bác và các bạn luôn. Với cái mẫu xe này thì quá yên tâm các bác và các bạn ạ. Chiếc xe cực kỳ đẹp luôn nhé. Tiến bên cạnh là một chiếc xe Kia Cerato đời 2007, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản số sàn, máy 1.4. Và giá tiền cho mẫu xe này tầm khoảng 120 triệu đồng. Đấy, cho các bác nhà mình mà đang tham khảo cái dòng xe mà nhập khẩu đi lành, bền, tiết kiệm. Đó. Vâng, bên cạnh đây xin giới thiệu cho quý bà con, các bác, các bạn. Con này là một con xe Hyundai Accent. Vâng ạ, Hyundai Accent đời 2018 này. Một chiếc xe tư nhân một chủ nhé. Với dòng xe Hyundai Accent này thì con này là một chiếc xe bản đủ nha quý vị nhé. Đấy. Giá em đang chào bán cắt lỗ con này thì nói chung là xe nó bao đẹp luôn. Đấy, giá bây giờ em đang chào bán tầm khoảng 350 thôi. Đấy, có con thì xe nó xấu và xe dịch vụ thì tầm khoảng 330-340. Đấy, con này em đang chào bán tầm khoảng 350 quý vị nhé. Tiếp tục đây là một chiếc xe Toyota Vios bản E đời 2015. Vâng ạ, chiếc xe này thì nó là một chiếc xe tên công ty dịch vụ taxi ra. Con này thì nó không có đổi màu đen nguyên bản. Đấy. Vẫn còn tên công ty dịch vụ nha quý vị nhé. Và giá con em đang chào bán tầm khoảng 270 triệu đời 2015. Vâng, tiếp tục xin giới thiệu cho quý vị và các bạn, con này là con xe Vios đời 2014 nhé. Đấy, một chiếc xe bản G phiên bản số tự động quý vị nhé. Đấy, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Đó, Vios bản G đời 2014 này. Một chiếc xe gia đình sử dụng rất là đẹp cho quý vị và các bạn có thể tham khảo lựa chọn nhé. Và giá con em đang chào bán tầm khoảng 350 triệu đồng. Bao đẹp cho bao zin cho mọi người nhé. Bên cạnh cũng là một chiếc xe tư nhân gia đình đi, con này là con xe Kia K3. Con này được sản xuất năm 2014. Con này bản đủ bản 2.0. Vâng ạ. Một chiếc xe bản đủ bản 2.0, số tự động, tư nhân biển Quảng Ninh. Và giá con em đang chào bán tầm khoảng 370 triệu đồng thôi. Một chiếc xe K3 số tự động rất là đẹp, cam kết bảo hành cho các bác cho bạn là không có đâm xô tai nạn ngập nước gì cả. Tiếp tục xin giới thiệu cho quý vị và bạn một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Con này là con xe Lachetti phiên bản CDX đời 2009 ạ. Con này đời 2009 quý vị và các bạn nhé. Và giá đang chào bán tầm khoảng 195 triệu đồng thôi. Một chiếc xe Lachetti CDX 2009 cực đẹp luôn. Bao đẹp cho mọi người, không lỗi nhỏ nhé. Đó. Tiếp đến đây là một chiếc xe Toyota Vios bản G đời 2019. Một chiếc xe tư nhân một chủ phiên bản tự động. Con này là bản đủ nhất của dòng tự động nhé quý vị nhé. Đấy. Xe một chủ từ đầu, bao zin, bao tách hãng cho mọi người. Và giá bây giờ đang chào bán tầm khoảng 450 triệu đồng thôi. Một chiếc xe cực kỳ đẹp nhé các bác nhé. Đấy. Vios bản G đời 2019 nhé. Và bên cạnh đây xin giới thiệu cho quý vị và các bạn, con này là con xe Honda Civic đời 2008 này. Đấy, phiên bản số tự động có động cơ máy 2.0 nhé. Đấy, một chiếc xe bản đủ bản 2.0 và giá loanh quanh tầm khoảng 130 triệu đồng. Một chiếc xe Honda Civic đời 2008 số tự động. Vâng, vào bên trong đây còn cũng rất là nhiều xe cho các bác lựa chọn này. Đó. Đây giới thiệu cho các bác và bạn một chiếc xe Ford Fiesta, con này biển Hải Phòng này. Con này sản xuất 2011 này. Đấy. Với động cơ máy 1.6 số tự động quý vị chuẩn nhé. Và giá đang giảm giá còn tầm khoảng 220 triệu thôi. Đấy, Ford Fiesta số tự động tư nhân biển của Hải Phòng. Bên cạnh con Ford là một con xe Hyundai Accent biển 88A26884. Con này thì đời 2012, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản số sàn máy 1.4 quý vị anh chị bạn nhé. Và mức giá đang chào bán loanh quanh tầm khoảng 250 thôi. Tiếp đến một chiếc xe lên phun đồ cho các bác chị bạn lựa chọn, cực kỳ đẹp nhé, bao đẹp cho mọi người. Cam kết bảo hành là không lỗi nhỏ nhé. Con này là con xe Daewoo Lachetti đời 2010. Con này bản full luôn, con này full kịch đồ luôn các bạn ạ. Chủ xe độ tầm khoảng 30 triệu tiền đồ. Và giá con này tầm khoảng 115 triệu đồng thôi. Xe bao đẹp cho mọi người nhé. Một chiếc xe cực kỳ là đẹp luôn đấy ạ. Màu xanh đá. Vâng, Toyota Vios đời 2020. Đấy, đời 2020 quý vị và các bạn. Biển của Nam Định này. Đời 2020,
Đấy, động cơ máy 1.5 số sàn bản E nhé. Đấy, giá đang chào bán tầm khoảng 280 triệu thôi. Đấy, một chiếc xe tư nhân gia đình đi. Đấy, hoàn toàn không có chạy dịch vụ, không chạy taxi gì cả. Bên cạnh là một chiếc xe Morning nhập khẩu này. Con này thì là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản số tự động này, đời 2007, đăng ký 2009 này. Và mức giá tầm khoảng 140 triệu đồng thôi. Một chiếc xe gia đình đi, bao đẹp cho mọi người nhé. Vâng, sang bên bên hông đây là những cái mẫu xe. Bên trong này là một dòng xe một đầu. Đây em sẽ đi lần lượt từ bên ngoài này vào cho mọi người xem này. Đó. Đây em giới thiệu cho bà con, các bác, cho bạn một chiếc xe Challenge Cruise đời 2010. Một chiếc xe mang phiên bản tự động với động cơ máy của nó là 1.8 nhé. Đấy, động cơ 1.8 số tự động tư nhân biển của Bắc Ninh. Xe này thì tư nhân gia đình đi, không dịch vụ, không taxi gì cả. Và mức giá đang chào bán con này tầm khoảng 220 triệu đồng thôi. Một chiếc xe gia đình sử dụng này. Đấy, Challenge Cruise đời 2010, 220 triệu đồng. Tiếp theo đây xin giới thiệu cho bà con, các bác, cho bạn một chiếc xe i10. Con này là i10 đời 2014 nhé. Bản sedan 2 đầu máy 1.2. Con này xe gia đình không khoan này. Đấy, con này được cái là nó không khoan quý vị nhé. Và giá đang chào bán tầm khoảng 200 triệu đồng thôi. Đấy, i10 đời 2014 quý vị. Tiếp tục đây xin giới thiệu cho bà con, các bác, cho bạn một chiếc xe Lacetti Việt. Con này là một con xe Daewoo Lacetti đời 2010. Một chiếc xe gia đình đi, không dịch vụ, không taxi gì cả. Và giá loanh quanh tầm khoảng trên 130 triệu đồng. Đấy, một chiếc xe Lacetti Việt. Và bên cạnh là một chiếc xe Hyundai Avante đời 2011. Một chiếc xe phiên bản tự động với động cơ máy của nó là 1.6 nha quý vị nhé. Đấy, bao đẹp, bao zin cho quý vị cho bạn nhé. Không lỗi gì cả nhé. Tư nhân biển Nam Định. Và giá loanh quanh con này em đang chào bán tầm khoảng 270 thôi. Tiến đến một chiếc xe Morning mới về cửa hàng. Con này là con xe đời 2000, Morning đời 2015. Vâng ạ, đời 2015, phiên bản số sàn với động cơ máy của nó là 1.25. Và giá cũng rất là hợp lý nhé quý vị nhé. Tầm khoảng trên 160 triệu. Đấy, Morning đời 2015. Xe này nó là dịch vụ taxi hoàn lương quý vị nhé. Con này là dịch vụ taxi hoàn lương. Con này là trước nó là màu hồng. Con này là nó là trước nó là như là cái gì nhỉ? Hoàng gia à? Không phải. Hoàng Anh. Taxi Hoàng Anh. Hải Phòng. Con này thì hồ sơ em cầm tay rồi nhé. Vâng, tiếp tục đây xin giới thiệu cho bà con, các bác, cho bạn một chiếc xe Civic đời 2008 số tự động. Con này thì bản 2.0 bản đủ này. Và giá loanh quanh tầm khoảng 230 nhé quý vị nhé. Bên cạnh là i10 đời 2015, bản sedan 2 đầu, máy 1.2. Con này giá đang loanh quanh tầm khoảng 201 thôi. Đấy, dịch vụ taxi hoàn lương này. Con này thì dịch vụ... Con này màu bạc xịn này. Không có đổi màu quý vị nhé, không có đổi màu. Một chiếc xe Mazda 6 đời 2017. Con này thì số tự động. Đấy, động cơ của nó là 2.0. Dòng xe phân khúc hạng D. Con này thì mức giá đang chào bán tầm khoảng 480-490 thôi. Và bên cạnh là một chiếc xe Civic đời 2008 số sàn này. Con này thì em đang giảm giá cắt lỗ tổng khoảng còn 160 triệu đồng. Đó. Tiếp bên cạnh là một chiếc xe Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc quý vị nhé. Động cơ máy 1.4 số sàn nhé. Con này thì giá em đang chào bán tầm khoảng 160 triệu. Đấy, một chiếc xe Gentra mới về và một chiếc xe Spark mới về nữa. Đấy, cho các bác lựa chọn này. Đây em sẽ đi vào bên trong này để quay cho mọi người xem những cái dòng xe một đầu nó nằm bên trong này nhé. Đây ạ, những cái dàn xe mà đây các bác yêu thích dòng xe mà đời cao giá rẻ đây. Trên 100 triệu mà đời 14, 15, 16 thì có rất nhiều nha các bác nhé. Đấy, đây là một dàn xe đời cao giá rẻ. Con này là con xe Kia Morning đời 2016 này. Đấy, bản đủ quý vị nhé, bản đủ máy 1.25. Thế này thì giá đang chào bán tầm khoảng... 220 triệu. Đấy, bạn đủ quý vị nhé. Bạn SD đấy ạ, xe tư nhân gia đình đi nhé. Con nào gia đình em báo chuẩn gia đình luôn. Con này là xe không khoan này. Kia Morning đời 2015, xe không khoan này. Đấy, không khoan nhé quý vị nhé. Màu bạc xịn nhé, biển của Hòa Bình nhé. Giá đang chào bán tầm khoảng 165 triệu thôi. Đấy, rất là rẻ luôn các bác. Bên cạnh là một chiếc xe Kia Morning đời 2010. Đấy, 2010, phiên bản số tự động, máy của nó là 1.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn. Và con này thì em cũng đang
giảm giá còn một tầm khoảng 180 triệu thôi. Đó. À, tiếp tục đây xin giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Morning đời 2016 này. Con này cũng là một chiếc xe dịch vụ taxi hoàn lương quý vị nhé, biển Thái Bình. Con này thì giá tầm khoảng 165 triệu thôi. Đấy. À, con này cũng đổi màu này, con này trước đó là màu vàng vàng, màu vàng là bây giờ đổi sang màu màu kem. Đấy, hơi nhạt một tí. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Morning. Vâng, cũng là một chiếc xe Kia Morning, con này đời 2016 quý vị nhé, chuẩn nhé. Giá loanh quanh tầm khoảng 170 thôi. Đó. Xe cũng là một chiếc xe dịch vụ. Con này thì nó là màu đỏ xịn luôn, không đổi màu. Độ lên la đăng đúc, đèn gầm, màn hình đầy đủ hết rồi nhé. Đấy, con này thì đang độ phun đồ rồi. Và bên cạnh là một chiếc xe tư nhân gia đình đi. Con này là con Kia Morning đời 2019 này. Một chiếc xe một chủ từ đầu, bao đẹp cho mọi người luôn. Đấy, máy zin, keo chỉ zin nhá, không một lỗi nhỏ nhá. Giá đang chào bán tầm khoảng con này tầm khoảng bao nhiêu nhỉ? 230 thôi ạ. Đấy, 230 triệu đồng thôi nhé các bác nhé. Bên cạnh là một chiếc xe i10, con này bản đủ đời 2014 này. Con này thì nó là một chiếc xe, cũng là một chiếc xe dịch vụ taxi hoàn lương. Xe ra tên tư nhân lâu rồi ạ. Con này thì biển Thái Bình. Đấy, bản đủ quý vị nhé, bản đủ máy 1.0 nhé. Đấy, xe bao đẹp không lỗi này. Máy móc thì được làm lại ngon lành rồi. Và giá đang chào bán tầm khoảng 180 triệu nhé. Tiếp theo là một chiếc xe i10 đời 2014 bản thiếu máy 1.0. Vâng, một chiếc xe bản thiếu này. Con này thì cũng là một chiếc xe dịch vụ taxi hoàn lương quý vị các bạn. Và mức giá đang chào bán tầm khoảng 170 triệu thôi. Một chiếc xe tập lái BID này, đời 2008 này. Xin lỗi mọi người, đời 2011 luôn. Con này đời 2011 tập lái nhá, xe nhập của Trung. Mức giá tầm khoảng 70-80 triệu thôi ạ. Và đây là một chiếc xe Kia Morning giá rẻ đời 2015. 14, xin lỗi mọi người, đời 2014 giá tầm khoảng 150 thôi nhé. Đấy, xe dịch vụ taxi hoàn lương Mai Linh ra. Mai Linh màu xanh đổi màu ra. Vâng, bên cạnh là một chiếc xe Hyundai i10 đời 2015. Con này bản thiếu máy 1.0. Con này cũng là một chiếc xe dịch vụ taxi hoàn lương ra các bác. Và mức giá đang chào bán tầm khoảng bao nhiêu nhỉ? 180 triệu. Chúng ta tiến đến một chiếc xe tư nhân gia đình đi nhé. Con này là con Kia Morning. Được sản xuất 2016 quý vị. Bạn đủ máy 1.25. Và giá đang chào bán con này tầm khoảng 220 triệu nhé. Challenge Spark, con này đời 2013 này. Vâng ạ, xe thì dịch vụ taxi hoàn lương ra này. Đời 2013 màu trắng, màu bạc xịn này. Đấy, con này màu bạc xịn luôn, không đổi màu quý vị các bạn nhé. Và giá đang chào bán tầm khoảng 120 triệu thôi. Đó, Spark em đang có rất là nhiều, từ đời thấp đến đời cao. Đây, một dàn nó nằm bên trong này này. Đấy, như lợn con luôn. Con này là con Gentra nhập khẩu đời 2010, Gentra X. Đời 2010 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn, số tự động máy 1.2. Và giá tầm khoảng 180 triệu, trên 180 triệu một tí này. Đấy, dòng xe Gentra nhập khẩu. Xe này gia đình sử dụng này, không có dịch vụ, không có taxi gì cả các bác nhé. Con này con Spark nhé các bác nhé. Con này Spark giá tầm khoảng 60 triệu thôi. Đời 2009 này. Và đây là một chiếc xe Hyundai Getz này. Hyundai Getz đời 2010, một chủ từ đầu nhé các bác nhé. Giá đang tầm 209, xin lỗi mọi người. Con này đời 2009 một chủ này, giá tầm khoảng 120 triệu thôi. Đấy, Spark 2010 giá loanh quanh tầm khoảng 70 này. Con này cũng vậy này. Đấy, hai mẫu xe Spark loanh quanh tầm khoảng 70 triệu nhé. Con này cũng vậy anh chị bạn, con này tầm khoảng 60 cho nhô một tí này. Đây, con này Kia Morning. Kia Morning đời 2016 này. Đấy, con này nó là dịch vụ taxi én vàng ra nhá, chuẩn luôn, dịch vụ taxi luôn. Đấy, giá đang chào bán tầm khoảng 160 triệu nhá quý vị nhá. 160 triệu. Đó. Và đây con này con i10. i10 đời 2019 tư nhân một chủ này. Con này thì gia đình xịn luôn. Đấy, các bác không phải lo, đời 2019 nhá. Và giá đang chào bán loanh quanh tầm khoảng 260 triệu thôi. Đấy, 260 triệu. Một chiếc xe Spark màu đỏ khá đẹp luôn quý vị, đời 2011. Giá loanh quanh tầm khoảng trên 70. Đấy, máy số gọi máy cầm mới làm lại ngon lành chất, máy chất. Đấy, nói chung là máy làm lại ngon lành hết rồi. Bên trong đây là một chiếc xe Kia Morning đời 2012 này. Đấy, bác nào mà thích lành bền và form dáng đẹp thì Morning thì một cái sự lựa chọn rất là hợp lý nhé. Morning 2012 115 triệu. Vâng, đây là con Spark. Con này Spark đời 2013. Con này giá cũng tầm khoảng 125 triệu. Xe này cũng là một chiếc xe dịch vụ taxi hoàn lương ra nhé.
Con này thì nó màu trắng xịn không đổi màu. Starbuck 2000 mấy nhỉ? 2009 này. Đấy, giá tầm khoảng 6 trên 60 một tí này. Đó. Vâng, xe đợt này về rất nhiều, ngập bãi luôn các bác ạ. Đó, em vừa quay cho các bác cho bạn một dàn xe 5 chỗ hiện đang có tại cửa hàng Lợi Ngát ô tô nhé. Đấy. Các bác có thể đến trực tiếp cửa hàng, gặp trực tiếp mà em Lợi Ngát ô tô. Em là chủ cửa hàng thì các bác có thể vào trực tiếp cửa hàng để được tư vấn cụ thể, cũng như là để xin hứa mọi người là sẽ để cho các bác cho bạn với giá tốt nhất có thể tại cửa hàng nhé. Đây, đây là cái cửa hàng của em. Thì các bác có thể đến trực tiếp cửa hàng để gặp em để nó được giá tốt nhất quý vị nhé. Đấy. Một lần nữa thì cũng rất cảm ơn quý vị cho bạn đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ cho Lợi Ngát ô tô trong cái thời gian vừa qua. Xin kính chúc toàn thể quý vị cho bạn chúng ta có một ngày làm việc thật thành công hiệu quả, và xin kính chúc toàn thể quý vị cho bạn chúng ta luôn mạnh khỏe, thành công trong công việc cũng như là trong cuộc sống hàng ngày. Ra đường thì luôn vạn vạn bình an, đi mua xe chọn lựa cho mình những cái mẫu xe đẹp ưng ý. Đấy, vâng, các bác xem like của em thì xin hãy vui lòng ủng hộ cho em bằng cách là cho em xin được lượt like, một lượt chia sẻ. Phần đa các bác xem kênh thì không thấy đăng ký mấy đâu ạ, thì các bác có thể là vui lòng ấn đăng ký kênh nhé, để cập nhật cho mình những cái mẫu video bên em mới về nhé. Xin chào và xin hẹn lại quý vị và bạn trong những cái mẫu lần sau nhé.